Thưa quý vị và các bạn, với chương trình Bếp Việt thì chúng ta đã làm quen với rất nhiều những món ăn ngon và cũng có rất nhiều những kiểu trang trí bàn tiệc thật là lạ mắt. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả một mẫu hoa trang trí rất là lạ mắt dành cho những cái bàn tiệc. Và đây thì chúng ta sẽ sử dụng những cuốn sách, những bông hoa và sử dụng những sợi dây băng để tạo nên một cái mẫu hoa trang trí. Các bạn có thể sử dụng những cuốn sách có gáy dày mà chúng ta có trong gia đình để chúng ta tạo nên cái phần chân cắm của cái bình hoa này. Các bạn có thể sử dụng những quyển sách có chiều rộng và chiều dài bằng nhau, và cũng không kiếm được thì chúng ta có thể sử dụng những cuốn sách có những khổ khác nhau và những cái quyển nhỏ hơn thì chúng ta đến trên. Và chúng ta cũng có thể sử dụng một miếng xốp mỏng thôi, chiều dày khoảng 3-5 cm. Những loại hoa thì chúng ta sử dụng loại hoa có cái mặt mỏng và những bông hoa không quá lớn. Có thể sử dụng hoa lan hoặc là hoa cúc và những cái chùm lá nhỏ như lá ngâu chẳng hạn. Chúng ta sẽ tạo nền và tạo nên một cái mẫu hoa trang trí đẹp. Cho những quyển sách của chúng ta không bị ướt thì chúng ta sẽ đặt một quyển sách xuống dưới, cắt những miếng giấy ni lông được rộng bằng cuốn sách và chúng ta sẽ lót vào. Chúng ta sẽ đặt miếng xốp vào giữa. Sợi ru băng thì chúng ta sẽ buộc trang trí để cố định miếng xốp và quyển sách vào với nhau. Chúng ta sẽ tạo những cánh nơ sang hai bên và để giữ thành một chiếc nơ xinh đẹp. Với chiếc nơ này thì quý vị có thể tạo từ 3 lượt một bên thành 6 cánh. Khi mà chúng ta hoàn thành được cái mẫu hoa trang trí này thì quý vị sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái bông hoa, những chiếc nơ và hai quyển sách chúng ta kèm lại như một món quà để chúng ta trang trí trên bàn. Với cái mẫu trang trí này thì rất hợp với những cả các bạn sinh viên mà chúng ta tổ chức những cái buổi tiệc sinh nhật tại ký túc xá chẳng hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng lá ngâu. Lá ngâu thì chúng ta cắt có chiều dài khoảng từ 5-7 cm. Chúng ta sẽ cắm xéo. Quý vị nên nhớ là chúng ta phải cắm chéo để cho những chiếc lá không bị xòe quá rộng. Nếu như bàn tiệc của quý vị và các bạn mà chúng ta để sát tường chẳng hạn thì chúng ta có thể cắm hoa trang trí ở ba mặt thôi. Nhưng mà với những cái bữa tiệc mà chúng ta để bàn ở giữa nhà chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải cắm hoa xung quanh để mọi người ngồi xung quanh đều có thể nhìn thấy hoa. Quý vị chú ý một chút là những chiếc lá chúng ta cắm xéo và cắm thật là ngắn ở bên trong. Sau khi chúng ta cắm tạo nền xong bằng lá thì các bạn có thể sử dụng kéo để tỉa những chiếc lá còn xòe ra. Chúng ta giữ lấy một cái mặt phẳng thật đều ở xung quanh quyển sách. Và loài hoa mà hôm nay chúng ta sử dụng đó là hoa cúc. Một loại hoa cúc có cánh màu trắng và cái nhị màu xanh rất là đẹp. Hoa cúc màu trắng này thì nó tượng trưng cho tuổi học trò
và nó phù hợp với cả những cuốn sách mà chúng ta trang trí. Chúng ta cũng có thể cắm thành từng khóm để trang trí. Với những bạn gái mà khéo tay thì chúng ta có thể tạo thành những đường sóng lượn rất là đẹp ở xung quanh cái bìa sách này. Sau khi chúng ta đã tạo được một cái phần trang trí xung quanh bằng hoa cúc trắng thì các bạn có thể sử dụng những loại hoa lan màu tím với cái tông màu trắng tượng trưng cho tuổi học trò và màu tím tượng trưng cho cái màu mực của một cái thuở đi học. Chúng ta sẽ tạo nên một cái không gian về màu sắc rất là ấn tượng và nó gợi nhớ cho chúng ta những cái kỷ niệm thật đẹp về cái thuở đi học. Và các bạn thấy rằng là với những cái không gian màu sắc như vậy thì chúng ta sẽ xen kẽ vào nhau và tạo thành những khối màu. Quý vị cũng có thể cắm thành từng khóm hoặc là chúng ta cắm thành từng sóng hoa một. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã hoàn tất được cái phần trang trí hoa cho một buổi tiệc của ngày hôm nay. Với buổi tiệc mà chúng ta có thể sử dụng những cái cuốn sách và sử dụng những bông hoa cùng một sợi ruby băng để cho tạo nên một cái mẫu hoa trang trí thật là đẹp và lạ mắt. Quý vị và các bạn thân mến, với cái mẫu hoa trang trí này thì chúng ta chú ý một chút về mặt kỹ thuật, đó là chúng ta sử dụng một sợi ruby băng. Với dây ruby băng này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng loại cứng như là bằng chất liệu nhựa, loại mềm bằng lụa và chúng ta có thể sử dụng chất liệu voan. Những loại chất liệu voan mà nó có khung thép ở trong này nó sẽ tạo dáng dễ hơn. Và các bạn nên chú ý là chúng ta sẽ buộc chặt hai quyển sách vào với nhau và kẹp ở giữa là miếng xốp. Những loại hoa sử dụng thì chúng ta sử dụng những loại hoa có tiết diện nhỏ thôi, vừa phải để chúng ta có thể trang trí và không che đi cái sách đẹp của chúng ta. Đây là một mẫu hoa mà chúng ta có thể sử dụng cho các bạn sinh viên tổ chức những cái bữa tiệc thật là vui vẻ tại ký túc xá, cũng như là các bạn có những cái bữa tiệc công sở thật là đầm ấm và một mẫu hoa thật là lạ mắt. Chúc quý vị và các bạn sẽ thành công.